Của mình và mình là Xuân Hữu Đàn Tính. Hôm nay Xuân Hữu rất là vui là ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì Xuân Hữu cũng ở nhà thôi. Chúc tất cả toàn thể mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nhá. Sau đây Xuân Hữu sẽ hát tặng cả nhà một bài hát được mang tên Sự nghiệp Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin mời toàn thể mọi người cùng đón nghe nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chào toàn thể Phong Lan Pinong. Mọi người xem bài hát của Xuân Hiếu vừa rồi thế nào ạ? Nếu mà thấy hay nhớ cho Xuân Hiếu một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ Xuân Hiếu nha. Chào chào, bye bye và hẹn gặp lại. Thank you.